Mến chào quý ông bà cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Linh Cù Lao. Hiện tại thì Linh đang có mặt tại thị xã Ngã Năm của tỉnh Sóc Trăng. Hôm nay thì Linh lại tiếp tục được bà con ở đây chỉ cho một cái ngôi nhà bỏ hoang cũng gần 7 năm nay. Cái ngôi nhà này là gia chủ không có quay về. Ngày xưa thì cũng có một hộ gia đình sinh sống ở đây. Sau này thì họ đã dọn đi lên Bình Dương để mà làm ăn. Và rất là lâu rồi họ không có về. Thì bây giờ Linh mời cả nhà cùng đồng hành với Linh vào bên trong ngôi nhà bỏ hoang này để khám phá nha. Thì theo quan sát của Linh thì đây là một cái ngôi nhà ba cột và một kèo giữa nè. Không biết là bên trong còn đồ đạc vật dụng gì hay không, nhưng mà nhìn thấy cái lối kiến trúc của ngôi nhà này là xây cũng khá là lâu rồi. Và cửa thì hiện tại là cửa trước thì bị đóng, bên hông này thì người ta đã mở sẵn như vậy. Xung quanh thì cũng có một số nhà những cái người dân ở gần. Phía trước này là một cái đường lộ đan khá là nhỏ và đối diện một cái con sông nữa cả nhà. Đây cái vòng khúc của thị xã Ngã Năm này thì toàn là những cái kênh rạch. Đi tới đâu thì cũng gặp những cái sông, kênh gạch nhỏ nhỏ vậy nè. Xung quanh nhà bây giờ cây cối nó bao phủ um tùm hết rồi. Cặp bên hông lại là có một cái bụi tre rất là to nữa. Trước nhà có trồng rau dền nè. Cái này trồng không biết là tự mọc nữa. Đây là rau dền đỏ. Cỏ đồ cũng mọc quá trời ở trong nhà nè. Biết sao mà ngày xưa người ta lại xây căn nhà này cũng khá là rộng lớn như vậy mà lại bỏ đi rồi không có nhờ ai coi sóc hết. Căn nhà bây giờ nhìn rất là hoang tàn luôn. Vòng vòng phía trước này cũng là những cái đám tre mọc um tùm hết trơn. Thì đi xuống chỗ này Linh gặp rất là nhiều những cái ngôi nhà bị bỏ hoang. Đa số là nhà còn khá là nhiều đồ đạc, tài sản bên trong. Cái nhà này xây theo cái kiểu khá là lạ luôn. Ba cột. Kèo thì là kèo xuyên tâm không nè. Ngay giữa nhà. Phía trước cũng là kèo xuyên tâm luôn. Hai gian nhà đều là một kèo giữa hết. Hình như là bên trong không có còn đồ đạc gì hết. Chắc là người ta đã dọn đi hết rồi. Có một cái lưu bị úp ngược. Quá trời mũi luôn cả nhà ơi. Bên trong đây thì không còn đồ đạc gì hết rồi. Chỉ còn lại mấy cái lưu sót lại vậy nè. Và một số những cái ly tách gì ở đây. Nó nằm dưới cái nền nhà nè. Vòng vòng đây thì người ta trồng lúa khá là nhiều. Bởi vậy có rất là nhiều mấy cái ghe họ chạy dưới kênh đó cả nhà. Tải những cái lúa mà người ta gặt rồi đi. Trong cái lưu này còn quá trời đồ luôn. Đa số là những cái ly uống trà và những cái chén gom vô trong đây. Thùng này là thùng gì rất là nặng luôn. Hình như là thùng đó là thùng có dầu. Có dầu trong đó rồi cả nhà. Nó hôi ghê nè.
là trong cái góc này có một cái đèn lưu ly cả nhà ơi. Một cây đèn cầy lưu ly được đặt ở trong cái góc này. Sao người ta lại bỏ cái đèn cầy đây ta? Không lẽ là lúc trước nhà này có đám tang hay sao? Mà thấy cái đèn cầy lưu ly nè, một cặp luôn nè. Một cây lớn và một cây nhỏ. Cái này cũng còn mới luôn á. Muỗi nó bay. Xung quanh đây là những cái đám tre nó bao phủ mà, cho nên là muỗi đồ nó ở quá trời luôn. Buông vô trong mặt. Cửa sổ bị xét hết rồi. Ngoài này là mấy cái lùm tre tùm vậy đó. Nhìn phía trước của cái ngôi nhà này là tưởng đâu là bên trong đây rất là khang trang luôn. Nhưng mà không ngờ trong đây lại là một cái nền đất cả nhà. Cái nền nhà này lại là một cái nền đất. Nứt nẻ hết trơn rồi. Nhà cột, ba cột mà lại là một kèo giữa nó xuyên tâm hết trơn luôn. Dưới cái nền hình như còn mấy cái tấm vải, tấm giấy vậy nè. Này là như là mấy cái tấm tôn. Cái tấm tôn bể cả nhà. Bà con ở đây thì họ rất là ít đi ra đường. Cái đường này nó cũng khá là vắng luôn. Chỉ toàn là những cái ghe họ chạy ở dưới kinh đó, để mà họ đi vận chuyển lúa thôi à. Còn ở trên đường lộ thì lâu lâu mới có một chiếc xe chạy ngang. Ê, cái gì trời? Trời ơi! Ê, con chim cả nhà ơi! Kìa! Tự nhiên đâu có con chim xuất hiện đây vậy trời? Và con chim này nó không có bay cả nhà. Ủa? Sao nãy đi vô đâu có thấy con chim này đâu ta? Kìa. Con chim này chắc là mới biết bay hay sao á. Nó không có bay gành cả nhà. Kìa kìa. Ôi. Bay ra ngoài rồi. Ủa lúc nãy đi vô là không có thấy con chim này luôn cả nhà. Ở đâu mà vừa mới quay qua cái nó nằm ở trong cái chỗ cái góc luôn à. Chắc là nó bay vô cái đường trống bên hông này. Đây có cái lù úp ngược lại nè. Biết là có gì trong đây không à. Không thấy gì hết. Mấy cái đoạn tay đều bị mối mọt nó ăn hết rồi. Có cây bị ăn mất luôn nè. Còn dính một chút xíu à. Mới có mấy năm thôi nhưng mà bàn tay đồ trong đây nó bị mục hết rồi cả nhà. Nhờ có mấy cái đà kèo bằng bê tông này cho nên là mới còn kiên cố tới bây giờ. Mà thấy căn nhà này thấy xây rất là ngộ luôn. Ở phía trước nhìn vô thì tưởng đâu là bên trong cái ngôi nhà này là một cái căn nhà nó khá là đẹp và khang trang. Không có phòng luôn, bên trong thì không có phòng luôn. Chỉ toàn là đất thôi mà. Cái nền bên trong này là một đất. Và không có ngăn phòng ra luôn. Không ngăn phòng khách, không ngăn gì hết. Kỳ gì ta? Còn ổ điện rồi nữa mà. Sao mà lại xây cái căn nhà khá là kỳ lạ vậy?
phía sau thì còn một cái ao nữa cả nhà. Sau cái ngôi nhà này là có một cái ao nữa. Mình sẽ đi vòng qua cái ao. Con chim gì trời, nó đang thui à. Con chim này to hơn chim nãy mà, đang thui à cả nhà. Sau nhà còn ba cái lu nước và cái ao rất là to luôn. Ao này chắc là có cá. Ao này chắc trước ta nuôi cá hay sao á. Cái ao này rất là rộng luôn cả nhà ơi. Chắc là ngày xưa người ta nuôi cá là nuôi gì dưới đây rồi. Dưới cái ao thì có bông sen, bông súng gì nữa, nó mọc là rất là nhiều luôn. Ao này chắc là ngày xưa ta nuôi cá nè, mà là chắc bây giờ là có cá khủng ở dưới luôn á. Nhìn thấy nó rất là hoang sơ rồi. Sau này có một cái chuồng heo nữa nè. Bây giờ bị đập tan tành hết rồi. Mục hết rồi cả nhà. Nhà rất là ngộ ha. Xây ở ngoài thì nhìn khá là khang trang mà vô trong thì nó trống lỏng. Không ngăn phòng. Dưới quê nhiều khi đi gặp mà những cái ngôi nhà kỳ lạ thật sự luôn. Và không biết là lý giải như sao luôn. Ôi, ba cái lu rồi nè. Ba cái lu này nước mưa hay là nước gì mà nhìn thấy nó đỏ quét rồi cả nhà. Có con gì nữa nè. Ôi ôi nồng nọc. Ủa, mấy cái lu này đỏ quét à. Nhìn thấy ghê vậy trời. Con này à. Sao mấy cái lu này đổ quét à ta? Y chứ là đựng máu vậy trời. Ba cái lu này được đặt sau nhà luôn. Mà cái căn nhà này lại không có cửa sau nha. Căn nhà này không có cửa sau. Cái nhà dòm coi nè. Dọn cái bụi tre sau nhà nè. Hối thần luôn. Bụi tre bây giờ nó đè lên căn nhà luôn. Rất là mu luôn. Gừng không à. Cái đường này đi ra ngoài đó chỉ toàn là những cái đám gừng cây um tùm. Xung quanh cái ao này. Bên trong căn nhà thì nhìn không có gì, đơn giản thôi. Nhưng mà khi mà lại phía sau nè, ở nhà dầm thấy không? Cái khung cảnh của cái ngôi nhà này rất là ghê. Quá trời âm u luôn. Bởi vì bà con họ không có dám tới lui bên trong cái ngôi nhà này là phải rồi. Nhìn cái cảnh phía sau này thấy là đủ rùng rợn rồi. Và đặc biệt là sau có mấy cái lu này. Mấy cái lu này lại là có màu đỏ ở trong này nữa. À, mấy con nồng nọc này cả nhà. Mấy con nồng nọc nó bò. Chạy nhau trong đây. Y như là mấy cái lu này y như là đựng máu vậy. Nhìn ớn thực sự.
Quay trở ra thôi cả nhà ơi. Đây mũi quá trời mũi luôn. Nãy giờ vô đây nó chích muốn banh cái mặt luôn. Thì hôm nay may mắn được bà con chỉ cho cái nhà này tới đây để khám phá. Nhưng mà khi nhìn ở phía trước ngôi nhà tưởng đâu là căn nhà này có nhiều điều bí ẩn lắm. Và bên trong thì lại khác biệt hoàn toàn luôn. Căn nhà bên trong thì không có gì hết. Lại cái là một cái nền đất. Cái điều đặc biệt ở đây chỉ là ở phía sau căn nhà thôi. Sau thì có ba cái lưu với lại cái khung cảnh nó rất là rùng rợn. Nhìn phía trước căn nhà nè, tưởng đâu là bên trong nó sẽ có rất là nhiều đồ đạc vật dụng đồ và khang trang lắm, mà khi mà bước vô thì lại là một cái cảnh rất là khác biệt. Bây giờ thì Linh rời khỏi đây thôi cả nhà, và Linh cũng xin tạm dừng cái video tại đây nha. Thì nếu mà cả nhà có xem được cái video này, hãy cho Linh xin một like nha, cũng như là một và chia sẻ đăng ký kênh để ủng hộ Linh có động lực khám phá những cái nơi mới khác tiếp theo hay hơn nha. Xin chào, hẹn gặp lại cả nhà nha.